Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc máy thái chuối Takeo có model là TK1500. Chiếc máy này sử dụng motor 2.2kW, 100% dây đồng, được bảo hành 12 tháng. Máy được thiết kế rất là chắc chắn và vững chãi, có thể hoạt động ở mọi địa hình khác nhau. Bây giờ tôi sẽ test trực tiếp chiếc máy này cho các bạn xem nhé. Và đây là sản phẩm của chiếc máy băm chuối TK1500. Máy băm rất là đều và nhỏ. Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy đặt hàng online theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Tổ Hòa, quận Tân Phú.